thức ký hợp đồng à? Xin rồng kính mời. Vâng, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay rất lớn để chúc mừng cho việc đăng ký kết hợp đồng vừa rồi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, các cổ động viên luôn ủng hộ tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình trong tập luyện cũng như là sinh hoạt để có thể có nhiều cơ hội thi đấu ra sân và để không phụ lòng người hâm mộ. Tôi xin cảm ơn. Vâng, như vậy là Công Phượng sẽ mang chiếc áo số 15. Chiếc áo số 15 dành cho Công Phượng tại câu lạc bộ SCBV Supporters. Khi mà tôi được nhận thông tin sang vị trí đó thì cái vấn đề ngoài chuyên môn thì tôi cũng có không có bàn tới, nhưng mà vì tôi cũng đã nói chuyện với bên câu bộ và câu bộ đã tạo điều kiện cho tôi để tôi sang đó, và người ta nói với tôi là khi sang đó người ta sẽ nhìn nhận về chuyên môn của tôi để nhận, không phải là một vấn đề gì. Lúc tại ASEAN thì tôi sau cái giải đó thì tôi rất là muốn đi nước ngoài, không phải là giải đó mà từ trước giờ, bởi vì bản thân tôi thì tôi cũng muốn thứ nhất là để mà một cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu thì rất là khó, và tôi mà có cơ hội thì đó là cái điều rất là tôi rất là sẵn sàng để chiến đấu, và bởi vì tôi muốn quay lại trở lại Nhật tại vì là tôi đã thất bại ở đó, và nên là tôi muốn thành công ở đó và tôi muốn đứng dậy ở đó. Đó là lý do là tại sao tôi muốn đến Nhật Bản, bởi vì tôi cũng muốn thất bại. Và nhưng mà lần này thì tôi được đi thì chắc chắn tôi rất là hạnh phúc hơn nhiều, nhưng mà vì thì có CEO là người Nhật và ở đó thì cũng có một số cầu thủ Nhật, nên là đó cũng là một điều tốt với tôi, bởi vì tôi muốn thể hiện là tôi phải cố gắng để đánh bại cái nơi mà tôi thất bại.